Xin chào các bạn. Bây giờ là 6 giờ 10 sáng. Mình đang có mặt tại công viên Tao Đàn ở Sài Gòn. Hôm nay là ngày đầu tiên Sài Gòn giới nghiêm để mà phòng chống dịch Corona. Mình đi để mình quay thử xem coi mọi người có tuân thủ chấp hành theo quy định của chính phủ về cách ly để phòng chống dịch không nha. Theo quy định chính phủ thì mọi người phải ở yên trong nhà trừ khi có việc cần thiết, và ra đường phải đeo khẩu trang, đi cách nhau 2 mét. Mình thấy thì hình như mọi người ở đây không có quan tâm gì hết trơn, không có ai đeo khẩu trang. Và khi mình đeo khẩu trang mình đi quay phim, họ nhìn mình cũng với con mắt hơi bị khác lạ. Cũng có người đeo nhưng mà đa phần là không đeo, chắc họ tập thể dục họ không đeo. Mà không biết là tập thể dục có làm khỏe hơn hay không, hay là về ôm cái con virus này vô người còn mệt thêm nữa, lây cho cả gia đình. Không có ai đeo hết mấy bạn ơi, số lượng người đeo rất ít. Hôm nay là ngày đầu tiên giới nghiêm nha mấy bạn. Chính phủ nhắn tin quá trời ở trên điện thoại, không biết mấy người này có nhận được không. Mà mình nghĩ là chắc họ nhận được, mà họ nghĩ là ôi chuyện không có gì nghiêm trọng, mà chắc làm quá họ tỉnh bơ nè. Có người cầm khẩu trang trên tay nữa đem theo khẩu trang cầm trên tay làm gì trời. Đây có mấy người tập nhảy, mấy bà cô tập nhảy đây. Thật đáng sợ. Nếu mà dịch bệnh mà trong một trong mấy người này họ có bệnh thì thôi, họ lây, chắc lây rất là nhiều người, chưa kể họ về họ lây gia đình họ. Do mình không đi hết cái vòng của mấy người họ đi chạy bộ, mình chỉ đi băng ngang qua thôi. Mà các bạn xem cho hết clip nha, mình sẽ cho các bạn thấy được cái sự chấp hành quy định của chính phủ, của người dân Sài Gòn. Mời các bạn bình ở bên dưới giùm mình nha. Mời các bạn.